dịch này thì bây giờ nó giảm quá. Như ngày thường phải giảm 10 phần thì còn giờ còn có 3 phần thôi. Giờ chỉ mong sao bến tạo điều kiện cho các cái chi phí bến nó giảm bớt cho nhà xe để nhà xe nó đỡ khó khăn trong thời điểm này thôi. Chứ bọn anh nói thật là đi một tháng này đi về Đồng Âm thì bọn anh cũng tính rồi, thì trong vòng tuần này nếu mà khoảng 3 đến 4 ngày tới không có gì thay đổi là bọn anh sẽ dừng. Vì đi về không có tiền. Bến xe thì bây giờ toàn cái xe không khách cưới, bây giờ kém rồi, lượng xe bây giờ thì nhiều. Thế cho nên là bây giờ thật ra thì cũng là như doanh nghiệp của các anh thì bây giờ thật ra thì cũng là chỉ có cầm cự thôi em ạ.